chào cả nhà. Bây giờ mình đang là phần tiếp nha cả nhà ơi. Mình đang là phần bây giờ mình ăn bún nha. Đây là phần đây. Mình mới được làm phần bắt nha cả nhà. Đây đã có đại luôn. Mở lượng vừa thôi nha, đừng có mở lớn nha cả nhà. Đây đi. Nó xong mình cần bỏ miếng hộp vô nha. Mình bóc miếng hộp mình bỏ vô coi. Một muỗng nước hộp nha cả nhà. Đây. Nha.